Chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với đầu tư SNK, đã quay trở lại với chuyên mục phân tích cổ phiếu của chúng tôi. 20 giờ tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần là lịch lên sóng cố định của đầu tư SNK. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, để chúng ta có thể đến với nhau gần hơn, cùng nhau chia sẻ nhiều những cái giá trị hơn, nhiều những kiến thức bổ ích hơn liên quan đến đầu tư tài chính nói chung và đầu tư chứng khoán cổ phiếu nói riêng, để chúng ta sẽ cùng nhau có được những cái khoản lợi nhuận từ những cái đồng tiền nhàn rỗi của mình. Và quay trở lại với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng 2020 của cổ phiếu MWG, công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động. Và cùng xem rằng là tại sao chúng tôi lại đưa ra cái tiêu đề cho video MWG, cổ phiếu trên cả thần thánh. Đây là 5 luận điểm đầu tư và 4 rủi ro mà chúng tôi quan tâm ở cổ phiếu MWG. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin kết quả hoạt động kinh doanh, về thông tin hoạt động quản trị của doanh nghiệp dựa trên 5 luận điểm và 4 rủi ro này. Cũng giống như những video phân tích cổ phiếu về FPT, cổ phiếu Hòa Phát hay là cổ phiếu MWG thôi, chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên một trình tự logic về luận điểm và rủi ro như vậy, để cùng xem rằng là những cái luận điểm, những cái lý do thuyết phục chúng ta nó có còn hay không, hay là nó không còn nữa, hoặc là những cái rủi ro mà chúng ta quan tâm hiện tại nó đang diễn biến như thế nào, để từ đó chúng ta có được những quyết định đầu tư, quyết định mua và bán cổ phiếu nó chính xác và hiệu quả hơn. Thì nếu như quý anh chị và các bạn vẫn chưa biết cái cách phân tích như vậy, chưa hiểu những cách phân tích này, thì hãy xem lại chuỗi series video phân tích của chúng tôi về MWG, về FPT, về Hòa Phát. Chúng tôi đang để link ở bên góc phải của màn hình. Và một lần nữa cũng rất mong là nhận được những cái ý kiến đóng góp của quý anh chị và các bạn, những nhà đầu tư ở trên thị trường, về những cái luận điểm đầu tư hay là những cái rủi ro này, liệu nó có chính xác hay không ở quan điểm của mọi người. Và nếu như muốn bổ sung thì chúng ta sẽ bổ sung gì, hay là muốn bớt đi những cái luận điểm, những cái rủi ro thì chúng ta sẽ bớt những cái luận điểm hay là rủi ro nào, thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần mô tả của video, hoặc là có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline và email. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trực tiếp để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau bóc tách, cùng nhau phân tích, để cùng nhau có được những cơ hội đầu tư thật sự tốt ở trên thị trường chứng khoán. Luận điểm đầu tiên thuyết phục chúng tôi mua cổ phiếu MWG, đó là thương hiệu bán lẻ số 1 và thị phần dẫn đầu. Về con số thị phần của năm 2020 thì chúng ta chưa có số liệu cụ thể bởi vì chưa kết thúc năm. Bởi vậy chúng ta sẽ hẹn nhau vào video kết thúc năm 2020 để cập nhật số liệu mới về thị phần. Một thông tin nữa mà chúng ta thường xuyên cập nhật đó là thông tin về thị trường nước ngoài của MWG. Thì hiện tại kết thúc tháng 11 năm nay ở thị trường Campuchia với thương hiệu điện máy Bluetronic, MWG đang có 29 cửa hàng hiện diện ở 6 trên 24 tỉnh thành và doanh thu trung bình một cửa hàng là 1,2 tỷ đồng. Con số thị phần hiện tại là hơn 50% thị phần. Và như chúng tôi đã nói, với điện máy và điện thoại thì câu chuyện bão hòa ở thị trường Việt Nam nó đã đến rất gần và đang hiện hữu trước mắt. Và câu chuyện mở rộng bờ cõi sang ngoài lãnh thổ Việt Nam, những cái quốc gia gần nhất ví dụ như là Lào, Campuchia hay là Indonesia, thì cũng chính là những cái động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp trong tương lai. Và với những con số thành công của Bluetronic tới thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng. Một con số nữa mà chúng ta cùng nhau cập nhật trong thời gian vừa qua đó là con số về nhà thuốc An Khang. Thì tính đến hết cuối tháng 11 năm nay, An Khang đang có 55 cửa hàng hoạt động và đi cùng với chuỗi bất hóa xanh lớn 5 tỷ đồng. Về kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng, doanh thu thuần đạt 99.304 tỷ, tương đương với tốc độ tăng trưởng là 7%. Lợi nhuận sau thuế là 3.599 tỷ đồng, tương đương với tốc độ tăng trưởng vỏn vẹn là 2%. Nếu như đặt con số này ở thời điểm cách đây 1 năm, 2 năm, 2018-2019 chẳng hạn, thì đảm bảo là cổ phiếu nó sẽ giảm rất mạnh. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chỉ cần công bố kết quả hoạt động kinh doanh có 7% và 2% thì cổ phiếu lại tăng rất mạnh. Tại sao lại như vậy? Thì bởi vì rằng là trong quá khứ thì MWG là một doanh nghiệp tăng trưởng rất là mạnh trong vòng 5 năm vừa rồi, một doanh nghiệp siêu tăng trưởng 30-35% một năm. Nhưng trong thời điểm Covid này thì việc tăng trưởng 7% hay là 2% như thế này là một con số chúng tôi đánh giá là rất tuyệt vời. Và đó cũng chính là lý do mà tại sao chúng tôi luôn liên tục khuyến nghị các anh các chị mua vào cổ phiếu ở mức giá vùng giá 6x, vùng giá 7x, những cái vùng giá dưới, và hãy mua vào đi, bởi vì kết quả doanh nghiệp vẫn đang rất là tốt và kỳ vọng tương lai cũng rất là tốt, thì chút nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Bên cạnh đó là nhìn vào cái chuỗi doanh thu theo chuỗi này, chúng ta cũng thấy được rằng là hiện tại thì điện máy cũng như là điện thoại nó đang có dấu hiệu bão hòa và chậm lại, nó chỉ là con bò tiền ở doanh nghiệp thôi. Bách hóa xanh nó mới chính là cái động lực tăng trưởng chính, và doanh nghiệp đang tập trung rất là nhiều nguồn lực vào cái bách hóa xanh. Giấc mơ lớn bách hóa xanh chính là luận điểm quan trọng nhất mà chúng tôi đang theo dõi ở cổ phiếu MWG lúc này, với cái giấc mơ là thay đổi thói quen người tiêu dùng với cái mô hình đi chợ hiện đại
bán các cái sản phẩm nhu yếu phẩm, thịt cá, rau củ quả, trứng sữa, hàng tiêu dùng FMCG. Và câu chuyện của chúng ta vẫn là câu chuyện Bách Hóa Xanh, cái giấc mơ này có thành hiện thực hay không? 10% của thị phần 100 tỷ đô nó có thành hiện thực hay không? Bao giờ thì có lãi, tốc độ tăng trưởng cửa hàng như thế nào, doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng ra sao và biên lợi nhuận nó như thế nào? Thì đây chính là những con số trong tháng 11 vừa rồi mà chúng ta đã được cập nhật ở trong báo cáo AIA. Tháng 11 2020, chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục ghi nhận mức doanh thu là 2.000 tỷ, tương đương với câu chuyện bình quân một tháng một cửa hàng là 1,2 tỷ. Và như chúng ta đã trao đổi ở trong các video trước, đó là doanh nghiệp cần giữ mức doanh thu trên 1,1 tỷ đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh. Và con số này nó đã đạt được thì chúng ta có thể yên tâm. Về lũy kế 11 tháng 2020 thì Bách Hóa Xanh đóng góp 19% trong tổng doanh thu doanh số của MWG. Và dự kiến 2021 thì con số này nó sẽ tăng lên là 25%. Đó, để chúng ta thấy được rằng là cái tầm quan trọng của Bách Hóa Xanh nó lớn đến như thế nào. Và cái câu chuyện tiếp theo đó là phạm vi phân bố hay là phân loại cửa hàng hay là hiệu quả hoạt động kinh doanh. Về biên gộp thì nhìn ở dưới này chúng ta sẽ thấy rất rõ. Và nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được rằng là hiện tại doanh nghiệp gần như chúng tôi đánh giá là đã tìm ra được cái mô hình chuẩn, đã tìm ra được cái công thức để có thể đẩy mạnh và nhân rộng cái chuỗi Bách Hóa Xanh. Vì hiện tại đối với khu vực thành thị thì doanh nghiệp đã nâng cấp những cửa hàng của mình với quy mô lớn hơn, đó là Bách Hóa Xanh 5 tỷ, và đa dạng sản phẩm hơn để có được cái biên lợi nhuận tốt hơn, tối ưu hóa cái hiệu quả động. Còn những ở những cái tỉnh lẻ hay là những cái khu vực thưa dân cư hơn, ở các cái thị trấn của các tỉnh ngoài vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì doanh nghiệp đã đẩy mạnh thêm những cái chuỗi của mình vào, bắt đầu phủ nhiều hơn để chiếm lĩnh được thị phần. Và Bách Hóa Xanh với những cái bước phát triển như thế này, và trong năm 2021 chút nữa về cái kế hoạch của Bách Hóa Xanh, thì quý anh chị và các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng. Bách Hóa Xanh được bơm thêm 3.000 tỷ vốn thì chúng ta đã cập nhật ở trong video trước. Mô hình Bách Hóa Xanh 5 tỷ. Luận điểm tiếp theo đó là công nghệ và kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, như chúng ta đã trao đổi với nhau rất là nhiều. Bán lẻ là một ngành vô cùng hấp dẫn, xứng đáng để chúng ta đầu tư ở một cái đất nước Việt Nam mà đang trên đà phát triển rất là mạnh. Con người thì nhu cầu mua sắm nó càng ngày càng nhiều hơn, GDP tăng trưởng tốt hơn, nền kinh tế thì ổn định về chính trị đủ mọi mặt. Và với một ngành hấp dẫn như vậy thì rất là nhiều những cái doanh nghiệp nước ngoài hay là trong nước đã bước chân vào thị trường bán lẻ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như nhìn vào những cái thương hiệu như thế này, chúng ta thừa biết được rằng là đã có những cái doanh nghiệp phải rời đi, đã có những cái doanh nghiệp phải phá sản. Tuy nhiên, đối với Bách Hóa Xanh, đối với Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động, ba cái thương hiệu này thì chúng ta thấy được rằng là càng ngày họ càng tăng trưởng, càng phát triển và mở rộng quy mô. Nó cho thấy được cái công nghệ và kinh nghiệm vận hành chuỗi của doanh nghiệp là tốt đến như thế nào. Mô hình điện máy Super Mini cũng chính là một trong những cái mô hình mà chúng ta đang thấy là doanh nghiệp đẩy mạnh, bên cạnh việc là Bách Hóa Xanh và nhà thuốc An Khang. Tinh giảm hơn, gọn nhẹ hơn, ít chi phí hơn và hiệu quả tốt hơn. Mô hình nhà thuốc An Khang đi cùng Bách Hóa Xanh lớn. Bách Hóa Xanh thì hiện tại chưa có mặt ở khu vực miền Bắc, nên là các anh chị nào đang sinh sống ở khu vực miền Bắc, ví dụ như Hà Nội như tôi, thì chắc là cũng không có được những trải nghiệm để không đánh giá được cái dịch vụ, chất lượng sản phẩm hay là về cái hiệu quả của các cái mô hình này. Thì nếu như mọi người chưa biết được những cái mô hình Bách Hóa Xanh hay là nhà thuốc An Khang như thế này thì hãy xem lại cái video thực tế của chúng tôi tại Bách Hóa Xanh tại Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, tôi đang để ở trên màn hình. Thực tế tôi đã đi và đánh giá xem là người tiêu dùng đánh giá ra sao hay là nhân viên của Bách Hóa Xanh đánh giá ra sao, về kết quả đó rất là tốt. Còn đối với quý anh chị và các bạn nào đang ở khu vực Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng đã rất là may mắn khi là tiếp xúc với rất là nhiều anh chị nhà đầu tư, mọi người đi Bách Hóa Xanh thường xuyên và hiện tại thì đang đánh giá rất là tốt về cái chuỗi này, và cũng rất mong nhận được tiếp tục những cái ý kiến đóng góp của quý anh chị và các bạn phản hồi về câu chuyện hiệu quả của Bách Hóa Xanh. Anh chị cảm nhận như thế nào, hay là câu chuyện nhà thuốc An Khang đặt bên cạnh có đông khách hay không, thì hãy cho chúng tôi biết ở dưới phần comment của video, hoặc là liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau phân tích và cùng nhau đánh giá. Chất lượng dịch vụ khách hàng được đánh giá cao, đây là câu chuyện mà chúng ta đã nói quá nhiều, một trong những ý chính giúp cho doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng không ngừng. Ban lãnh đạo có tâm, có tầm và hoạt động kiểm trị hiệu quả vẫn là ba con người là anh Nguyễn Đức Tài, anh Đoàn Văn Hiểu Em và anh Trần Kinh Doanh. Duy trì cổ tức tiền mặt 15% thì chúng ta đã nhận tiền về tài khoản của mình rồi. Một cái thông tin không được tốt lắm về câu chuyện ban lãnh đạo của MWG. Ba vị trí chủ chốt thì không bán ra cổ phiếu. Đương nhiên là không bán ra rồi, nếu bán ra thì ảnh hưởng rất là nặng. Nhưng những cổ đông liên quan, những thành viên trong hội đồng quản trị thì đang có dấu hiệu là bán ra cổ phiếu. Tuy rằng nó số lượng nó không nhiều và chủ yếu là giao dịch thỏa thuận, nhưng cũng là một cái tin mà chúng ta đánh giá nó là một cái thông tin không tốt và một thông tin tiêu cực khi mà người nội bộ bán ra như vậy, một cái điểm trừ. Và đây là câu chuyện là tại sao chúng tôi lại đưa ra cái tiêu đề
MWG cổ phiếu trên cả thần thánh. Thì trao đổi với nhà đầu tư, trao đổi với diễn đàn doanh nghiệp, ở trong khi ấy diễn đàn định nghĩa lại tương lai của chương trình Shark Tank Việt Nam, thì anh Nguyễn Đức Tài, chủ tịch của Thế Giới Di Động, đã đưa ra một con số liệu như thế này. Đó là những cái doanh nghiệp trong ngành dịch vụ, cụ thể ở đây là ngành bán lẻ, bị ảnh hưởng rất là nặng, phải đóng cửa hàng, tức là không có doanh thu và lợi nhuận, cái doanh số online nó chiếm rất là nhỏ, 10-15% thôi. Trong năm 2020 này mà duy trì được 80% lợi nhuận so với 2019 đã là giỏi, 90% lợi nhuận so với 2019 là xuất sắc, và 100% so với 2019, tức là giữ nguyên được cái câu chuyện lợi nhuận là thần thánh. Trong khi MWG nó tăng trưởng tới 7% về doanh thu và 2% về lợi nhuận, và dự kiến là trong tháng 12 tới, tức là tháng cao điểm cuối năm về mua sắm, thì con số này nó còn tăng trưởng tốt hơn nữa, thì được gọi là trên thần thánh, hoàn toàn là có cơ sở đối với trên quan điểm của anh Nguyễn Đức Tài là chủ tịch của Thế Giới Di Động. Và về anh Tài thì đây là một vị lãnh đạo mà tôi khá là đánh giá cao, và cuộc đời sự nghiệp của anh Nguyễn Đức Tài thì quý anh chị và các bạn nếu như đầu tư vào Thế Giới Di Động thì nên tìm hiểu về cái vị lãnh đạo cao nhất của Thế Giới Di Động. Chúng tôi đang để cái video mà ở bên góc phải của màn hình nói về anh Tài, thì quý anh chị và các bạn có thể tham khảo. Cổ phiếu trên cả thần thánh, vậy thì làm sao để có được những cái trên thần thánh như vậy? Thì đây là câu chuyện mà Thế Giới Di Động đã làm gì trong đại dịch, tiết giảm chi phí ra sao, cắt giảm các cái chi phí không cần thiết ra sao, trong quý 1, quý 2 doanh nghiệp đã làm thế nào trong cái thời gian mà đóng cửa có khi là đến cả tháng vì dịch bệnh Covid-19, và tại sao doanh nghiệp vẫn có được cái tốc độ tăng trưởng 7%, 2% như vậy, thì trên slide này chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ mà cái mà anh Tài đang chia sẻ. Kế hoạch 2021 quay lại đà tăng trưởng và hiệu quả. Đó, những con số thần thánh như vậy, trên thần thánh như vậy, thực tế nó đến từ đâu? Nó đến từ câu chuyện là doanh nghiệp có một cái ban lãnh đạo rất là tuyệt vời. Họ rất là giỏi, họ xoay sở tình thế rất tốt. Họ vận hành chuỗi đã tốt rồi, và họ còn là những người mà có kinh nghiệm vận hành chuỗi, họ xoay sở tình thế tuyệt vời. Và quay trở lại một chút, lan man một chút về câu chuyện là cổ phiếu ESOP. Thì 2020, 2021 hay là thậm chí tiếp theo tương lai nữa sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện ESOP ở MWG. Rất là nhiều cổ đông, rất là nhiều anh chị nói rằng là đây là câu chuyện hút máu cổ đông hay là đây là câu chuyện không fair với cổ đông. Nhưng mà quan điểm của chúng tôi, đối với MWG thì phải có những con người này mới có MWG ngày hôm nay. Và bí quyết thành công lớn nhất của MWG nó nằm ở con người. Và với những gì mà ban lãnh đạo và nhân viên của họ đang cống hiến, đã, đang và sẽ làm với chúng ta, thì câu chuyện họ được ESOP như vậy là câu chuyện hoàn toàn xứng đáng, là một phần tưởng thưởng cho những cái mà họ đã làm được. Và ở quan điểm của chúng tôi, một lần nữa chúng tôi nhắc lại về câu chuyện ESOP, là chúng tôi thấy rằng cái việc ESOP đó là một cái việc tưởng thưởng hoàn toàn hợp lý và cần thiết đối với Thế Giới Di Động để tiếp tục đưa con thuyền MWG đi xa hơn nữa. Nếu như quý anh chị và các bạn vẫn chưa hiểu, chưa nắm rõ những kiến thức về cổ phiếu ESOP thì hãy tham khảo lại kiến thức về ESOP tôi đang để ở bên góc phải của màn hình. Kế hoạch 2021 quay lại đà tăng trưởng, thì đây là cái nghị quyết đại hội cổ đông, những con số mà MWG mới công bố ngày hôm qua, ngày 22 tháng 12 2020. Doanh thu thuần là 125.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 4.750 tỷ. Năm nay thì nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ kết thúc ở mức lợi nhuận là khoảng gần 4.000 tỷ, và với lợi nhuận 4.750 tỷ, tức là doanh nghiệp sẽ tăng trưởng khoảng 20%, và có thể nói rằng là như chưa hề có cuộc chia ly, vượt qua được Covid-19 tuyệt vời, và doanh nghiệp sẽ quay trở lại đà tăng trưởng 20% trong năm 2021. Và tại sao chúng ta lại đánh giá cao cái câu chuyện con số này? Đây là con số thống kê 11 năm qua, và đây là con số mà chúng ta rất là kỳ vọng, như chúng tôi đã trình bày ở trong video trước. Một ban lãnh đạo đặt ra cái kế hoạch kinh doanh rất là sát với thực tế. Nó thể hiện sự tôn trọng cổ đông, nó thể hiện được là ban lãnh đạo của họ rất hiểu doanh nghiệp, và nó thể hiện được rằng là đối với MWG hay là FPT hay là Hòa Phát, nhìn vào con số kế hoạch là chúng ta đã nhìn phần nào được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ra sao, để cổ đông của chúng ta thấy được rằng chúng ta được tôn trọng, và để cổ đông của chúng ta thấy được rằng là chúng ta có những cái cơ sở để chúng ta đưa ra quyết định đầu tư của mình. Và bản thân ngày hôm qua khi mà ra kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11 và kế hoạch của 2021 thì cổ phiếu MWG đã tăng rất là mạnh. Và giá trị hợp lý của cổ phiếu MWG cho năm nay, câu chuyện đã gần như đã ngã ngũ rồi. Thì chúng tôi đánh giá nó là 110-120.000 đồng trên một cổ phiếu, thì câu chuyện nó đã qua. Nếu như quý anh chị và các bạn có thời gian thì hãy xem lại những video tại sao chúng tôi đưa ra cái định giá này. Và câu chuyện trong tiếp theo đó là có nên mua cổ phiếu MWG hay không? Chúng tôi đánh giá là có. Với những gì mà chúng tôi đã phân tích về câu chuyện tăng trưởng, về câu chuyện kỳ vọng của Bách Hóa Xanh, của 10 tỷ đô thị phần, và kỳ vọng bao nhiêu
giá cổ phiếu bao nhiêu trong vòng 2 đến 3 năm nữa thì chắc là phải hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở trong video tiếp theo, khi mà chúng ta có kết quả báo cáo tài chính năm cũng như là kết quả hoạt động kinh doanh toàn vẹn của năm 2020, thì chúng ta sẽ đánh giá lại xem là cổ phiếu MWG xứng đáng với giá bao nhiêu cho đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn rất là tốt với MWG, và tương lai view ngắn một chút 2021-2022 thì nhiều khả năng là doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức độ là khoảng 30% về mặt lợi nhuận và doanh thu, sẽ là một cái cú hích rất lớn về giá cổ phiếu cho cổ đông của chúng ta. Còn cụ thể là bao nhiêu thì hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở trong video sau. Hãy theo dõi kênh của chúng tôi. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý anh chị và các bạn liên quan đến cổ phiếu MWG Thế Giới Di Động. Hy vọng rằng là những thông tin đó góp ích cho quý anh chị và các bạn phần nào trong quá trình chúng ta đưa ra các quyết định đầu tư liên quan đến mua và bán cổ phiếu MWG. Để mở tài khoản tại công ty cổ phần chứng khoán FPT, đối tác liên kết của chúng tôi, với mức phí giao dịch là 0,1%, thấp nhất trong 10 công ty chứng khoán hàng đầu để tiết giảm chi phí, thì hãy đăng ký theo đường link mở tài khoản ở dưới phần comment của video, hoặc hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hotline và email này, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn để tham gia trải nghiệm các sản phẩm quản lý tài sản lên một cái danh mục đầu tư để chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về tỷ suất sinh lời, hay là tham gia dịch vụ tư vấn đầu tư với những cơ hội đầu tư rất là sát sườn trên thị trường với những cái tỷ suất sinh lời phần trăm ổn định, bền vững, cùng với đó là các khóa học từ cơ bản cho đến nâng cao về đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu, thì hãy liên hệ với chúng tôi, hãy đăng ký theo đường link ở bên dưới phần mô tả của video, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý anh chị và các bạn. Cùng với đó là nếu như mọi người cần những cái dữ liệu, những cái con số liên quan đến cổ phiếu MWG Thế Giới Di Động thì hãy để lại cái thông tin của mình ở dưới đường link ở dưới phần mô tả, chúng tôi sẽ gửi cho quý anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.